Chương 67: Gia nhập tiên môn. Nàng là ai? Tần Tương Vũ đã sớm chú ý Mạc Vô Kỵ cõng trên lưng Yên Nhi, cùng Mạc Vô Kỵ hàn huyên đằng sau thuận miệng hỏi một câu Yên Nhi. Mạc Vô Kỵ đáp: "Đây là người nhà ta, bởi vì thân thế không tốt cho nên ta muốn đem nàng mang theo người." Tần Tương Vũ lập tức liền nói: "Cái này không có quan hệ, rất nhiều đệ tử tạp dịch đều mang theo người nhà tới, thời gian dài người nhà bọn hắn cũng có thể gia nhập đệ tử tạp dịch." Hai người khi đang nói chuyện đã tiến nhập trụ sở bên trong. Tần sư muội, Tần sư tỷ, Mạc Quốc Kỵ đi theo Tần Tương Vũ đằng sau, trên đường không ngừng có người chào hỏi, có thể thấy được Tần Tương Vũ trong này rất được hoan nghênh. Tần Tương Vũ hẳn là mới tiến nhập Vô Ngân kiếm phái, liền làm người khác sư tỷ. Mạc Quốc Kỵ suy đoán, cái này ngoại trừ Tần Tương Vũ dáng người bên ngoài, Tần Tương Vũ người đệ đệ kia khẳng định vị trí không thấp. Đệ đệ người cũng ở nơi này, ta nghĩ hẳn là đi cảm tạ hắn một cái. Mạc Quốc Kỵ nói, hắn có thể đi vào Vô Ngân kiếm phái, cũng cùng với Tần Trần có quan hệ. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, hắn hẳn phải cảm tạ. Hắn đã đi, nghe nói có chuyện gì lớn phát sinh, hắn phải nắm chặt thời gian trở về tu luyện. Tần Tương Vũ vội vã giải thích. Hai người khi đang nói chuyện đã đi tới một cái phòng bên ngoài. Mạc Vô Kỵ thấy gian phòng này viết đệ tử tạp dịch, xây ghi chép chỗ mấy chữ mà đoán tới nơi này chính là chỗ hắn ghi danh. Quả nhiên Tần Tương Vũ đối với Mạc Vô Kỵ nhỏ giọng nói, phụ trách đệ tử tạp dịch chấp sự là Ô Khai, ta đã nói với người không cần lo lắng. Nói xong Tần Tương Vũ nhẹ nhàng gõ một cái cửa, cửa qua hồi lâu mở ra. Mạc Vô Kỵ trông thấy một cô gái trẻ tuổi, tóc có chút sộc sạch đi ra, bước chân bất ổn, sắc mặt có chút phiếm hồng. Mạc Vô Kỵ thầm kêu không tốt, hắn không phải đồ ngốc, hắn liền vừa biết cùng Tần Tương Vũ quấy rối cái này Ô Khai chuyện tốt. Ô Khai là một mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên, mắt mồi lật, tướng mạo xấu xí. Mạc Vô Kỵ quả nhiên trông thấy sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Bất quá đang nhìn hướng Tần Tương Vũ thời điểm, khóe mắt hiện lên một tia tà quang. Cái kia là tà quang rất nhanh liền bị hắn ấn nấp đi qua. Lập tức cười rạng rỡ nói, Tần sư muội tìm ta. Tần Tương Vũ mang theo người cười cúi người hành lễ về sau mới lên tiếng, Ô chấp sự, đây chính là bằng hữu của ta Mạc Quốc Kỵ, về sau hắn cần phải dưới tay ngươi làm việc, còn xin Ô chấp sự nhiều hơn chiếu cố. Ô Khai cực kỳ nhiệt tình cười nói, đó là chuyện tự nhiên tự nhiên. Bộ đồ ăn còn khiếm khuyết ngươi, về sau ngươi liền đi bộ đồ ăn tốt. Cái chỗ kia ăn ngon ở thật tốt, đó là một công việc béo bở. Mạc Vô Kỵ khẽ nhíu mày, hắn cũng không phải là heo, muốn ăn dễ uống tốt, đoán chừng đến bộ đồ ăn về sau hắn không phải ăn ngon uống ngon, mà là mỗi ngày đều giúp người ta nấu cơm. Tần Tương Vũ đối với Mạc Vô Kỵ vẫn hơi hiểu biết, nàng tự nhiên biết Mạc Vô Kỵ sẽ không vì ăn ngon uống ngon mà gia nhập Vô Ngân kiếm phái. Mạc Quốc Kỵ gia nhập Vô Ngân kiếm phái, cam nguyện là một tên đệ tử tạp dịch, khẳng định là muốn tu luyện càng nhiều. Hiểu rõ. Lúc trước Mạc Quốc Kỵ tại cửa hàng Đại Thông bên bốn phía nghe ngóng sự tình, liền đoán được một chút. Ồ chấp sự có thể hay không đổi một vị trí, tỉ như quét sạch truyền pháp điện. Tần Tương Vũ đối với tiên môn có một chút tạp dịch bộ môn cũng không phải là hiểu rõ. Mạc Vô Kỵ nếu muốn am hiểu tu luyện, đi quét sạch truyền pháp điện tự nhiên có thể tiếp xúc đối với phương diện sự tình. Ô Khai khó khăn nói, cái này chỉ sợ rất khó, bởi vì địa phương này sớm đã có người, ta không thể để cho người khác đi để hắn đi lên. Nếu không phải Tần Tương Vũ đệ đệ là Tần Trần, Vô Ngân kiếm phái thập đại đệ tử thiên tài một trong, hắn nói không chừng đều sẽ nghĩ biện pháp ám chỉ Tần Tương Vũ vì hắn quy tắc ngầm. Không có Tần Trần một cái dám vào nhập tông môn đệ tử ngoại môn, hắn cái này chấp sự trong mắt thật đúng không tính là cái gì. Mạc Vô Kỵ biết Tần Tương Vũ là hảo ý, bất quá hắn không có chỉ riêng một tên tạp dịch đệ tử thân phận, hắn càng nhiều yêu cậu cầu. Nhìn cái này Ô Khai liền xem như không đắc tội với hắn, cứ như vậy nói mà không làm, đoán chừng rất khó để hắn hỗ trợ. Huống chi vừa rồi hắn cùng Tần Tương Vũ gõ cửa tiến đến còn quấy rầy chuyện tốt của hắn. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ đối với Tần Tương Vũ nói ra, Tần sư tỷ, nếu không người đi trước bận bịu, ta cùng Ô chấp sự đơn độc nói chuyện đi.
Tần Tương Vũ kinh ngạc nhìn Mạc Quốc Kỵ. Làng từ vừa rồi Ô Khai trong giọng nói liền nghe được đi ra Ô Khai không muốn giúp bận bịu. Trên thực tế là Ô Khai không muốn giúp bận bịu, làng cũng không thể làm gì. Làng có thể đi vào Vô Ngân kiếm phái bất quá là vì đệ nguyên nhân, mà không phải tư chất của làng tốt bao nhiêu. Ô Khai trong lòng cười lạnh, ngoài mặt vẫn đối với Tần Tương Vũ cười cười nói: Tần sư muội, người không cần lo lắng, về sau hắn chính là thủ hạ, ta khẳng định chiếu cố. Vậy thì tốt, ta đi ra ngoài trước, Mạc đại ca có việc nhớ kỹ tìm ta. Tần Tương Vũ trước khi đi không quên nhắc nhở Mạc Quốc Kỵ một câu. Có thể đi vào Vô Ngân kiếm phái, Mạc Quốc Kỵ đã là rất nhận Tần Tương Vũ nhân tình, tăng thêm Tần Tương Vũ cũng mới đến đây, bên trong có bao nhiêu năng lực. Có việc Mạc Quốc Kỵ đương nhiên không đi để làng phiền thần. Chờ Tần Tương Vũ rời đi, Ô Khai lộ cười trên mặt nháy mắt thu liễm, thản nhiên nói: Đệ tử tạp dịch kỳ thực đã đầy, lần này nếu như không phải Tương Vũ sư muội muốn hỗ trợ, người đoán chừng không thể tiến vào. Đi bộ đồ ăn hỗ trợ đi, bộ đồ ăn rất nhiều đồ ăn cần ngươi xử lý. Mạc Vô Kỵ mỉm cười không chút hoang mang ngồi xuống, sau đó mới chỉ về phía Yên Nhi nói ra: Ô chấp sự, người cũng biết ta có một bệnh nhân, tăng thêm ta đối với vật dược vật tính có hiểu biết một chút, thậm chí còn mang theo luyện dược thiết bị đến, cho nên ta hy vọng có thể xin mời Ô chấp sự an bài cho ta dược viên làm việc. Đồng thời ta cũng cần một cái yên lặng nơi ở, đương nhiên là đơn độc trụ sở. Ô Khai trong lòng cười lạnh, cho là mình tới làm đại gia đây này, một cách nho nhỏ đệ tử tạp dịch cũng dám nhiều như vậy yêu cầu. Đệ tử tạp dịch không phải là không thể một người ở lại, kỳ thật đệ tử tạp dịch rất nhiều đều là một người ở, nhưng mà người mới tới một đệ tử tạp dịch dựa vào cái gì muốn tuyển chọn chỗ việc làm, còn muốn chọn chỗ ở? Mạc Vô Kỵ không đợi Ô Khai nói chuyện liền lấy ra một cái áo da đặt Ô Khai trước mặt nói: Ô chấp sự, đây là ta mới lấy được một viên hải dực báo chứng, ta rất cảm tạ Ô chấp sự có thể an bài cho ta một cái quang vinh đệ tử tạp dịch, cho nên cái này, cái mai hải dực báo chứng liền làm lễ vật đưa cho Ô chấp sự. Những lời này ngay cả Mạc Vô Kỵ chính mình cũng kém chút phun ra, thế nhưng là vì đặt chân hắn không thể không thỏa hiệp. Người tại năng lực chưa đủ thời điểm chính là muốn đối mặt với cái loại thỏa hiệp. Điểm này Mạc Vô Kỵ trên địa cầu thời điểm liền thấm sâu trong người hiểu rõ. Hải dực báo, Ô Khai muốn miệng mài Mạc Quốc Kỵ lời nói lướt xuống, đưa tay vừa Mạc Quốc Kỵ áo ra cầm tới, đồng thời mở áo ra, rất nhanh trong mắt hiện lên vẻ kinh hỉ. Cái này đích xác là hải dực báo chứng, hơn nữa còn có sinh mệnh khí tức ba động. Hắn linh căn rất kém cỏi, tốt xấu gì cũng là tu luyện qua mấy năm, đối với sinh mạng khí tức ngược lại có thể nhào bắt được. Hải dực báo rất chân quý, không phải nói là hải dực báo rất cường đại, mà bởi vì gần nhất hải dực báo căn bản là tìm không thấy, ngay cả hải dực báo cũng tìm không tới, địa phương tìm được địa nào mà tìm được hải dực báo chứng. Một viên hải dực báo chứng coi như mang ý nghĩa một cái phi hành thú, một khi nắm giữ được một cái phi hành thú liền xem như chính hắn không cần có thể lấy ra bán. Cái này mài hải dực báo chứng giá trị trong mắt Ô Khai tuyệt đối có lực hấp dẫn. Vị huynh đệ kia người xưng hô thế nào? Cho tới bây giờ Ô Khai mới hỏi thăm tên Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ thực sự không muốn cùng Ô Khai nói nhảm, nói chuyện ngắn gọn vô cùng. Ô Khai tay một mực nắm chặt cái áo da kia, cười ha hả nói: Tần sư muội, giới thiệu người tới dĩ nhiên chính là người một nhà. Dược viên kia thực ra là một cái làm việc, ta ngược lại thật ra đề nghị Vô Kỵ huynh đệ đứng đi làm dược viên, chuyện này vậy cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhàn rỗi thời gian. Ô chấp sự, người cũng biết đồng bạn của ta bị bệnh nặng mang theo, ta muốn hiểu rõ một chút dược lý tri thức, Mạc Vô Kỵ nói. Ô Khai cười hắc hắc thấp giọng nói: Mạc huynh đệ, nếu là người hiểu rõ hơn dược lý tri thức còn không bằng phối dược thất. Phối dược thất, Mạc Vô Kỵ nghi hờ ngờ hỏi, hắn thật không hiểu. Ô Khai một bộ tâm trí phúc bộ dáng nói ra: Phối dược thất chính là tông môn một chút luyện đan sư, luyện đan địa phương. Những cái này luyện đan sư có đôi khi cần một chút dược liệu, những dược liệu này chính là hắn sẽ không đi cầm, cái này cần một chút trần chạy người. Càng quan trọng hơn, những cái này luyện dược sư sẽ không mỗi ngày luyện đan, có đôi khi một tháng mới mở một lần đan lô,
Nói cách khác, thời gian của ngươi trống, thời gian rất nhiều, có thể học tập được dược lý tri thức. Mạc Vô Kỵ mừng rỡ không thôi, cái lẻ mài hại sực báo chứng, không có uổng phí. Chức vụ này đơn giản chỉ cần hắn lựa thần sáng tạo, đà tạ Ô chấp sự, ta liền đi phối dược thất. Còn muốn phiền phức Ô chấp sự nhiều hơn chiếu cố một chút, Mạc Vô Kỵ thầm ý thật, cảm tạ một câu. Ô Khai khoát tay chặn lại, không có việc gì, người ở chỗ ta cũng sẽ giúp người sắp xếp xong xuôi, tuyệt đối ưu tĩnh một chỗ. Ngoài ra ta giúp người an bài đến 19 phối dược thất, cái này phối dược thất rất ít người dùng. Chương 68 Huyết Ngẫu Hồ. Mạc Quốc Kỵ đối với Ô Khai an bài chức vị này phi thường hài lòng. Tần Tương Vũ biết tin tức này cũng vì Mạc Quốc Kỵ cảm thấy cao hứng. Vô Ngần kiếm phái phi thường vào lúc ban đêm liền lên đường. Điều này làm cho Mạc Quốc Kỵ căng thẳng một lòng để xuống. Hắn lo lắng nhất có không rời đi, Trưởng Lạc đã bị Cực Kiếm Thành tìm tới cửa. Có thể khẳng định chỉ cần Cực Kiếm Thành tìm tới Vô Ngần kiếm phái, Vô Ngần kiếm phái sẽ đưa hắn trở thành đồ bỏ ném đi. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Vô Ngần kiếm phái phi thuyền liền ngừng lại. Mạc Vô Kỵ là tạp dịch đệ tử, cho nên theo sau Ô Khai rời khỏi phi thuyền. Phi thuyền dừng lại, vị trí là một cái rộng rãi quảng trường. Quảng trường phía trước là từng đạo bậc thang kéo dài đi lên. Mạc Vô Kỵ sơ lược tính toán một ít, lời này ít nhất có 400-500 đạo bậc thang. Tại bậc thang tầng cuối, lơ lửng như lợi kiếm, tiện tay kéo ra 4 cái đại tự Vô Ngần kiếm phái. Dù cho Mạc Vô Kỵ không hiểu kiếm pháp, cũng có thể thấp thoáng cảm nhận được một loại dày đặc kiếm khí. Đến nơi này, Vô Ngần kiếm phái tuyển nhận nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử lên trước bậc thang tiến nhập tông môn, đồng thời tham gia nhập tông nghi thức. Tần Tường Vũ cũng không có cơ hội cùng với Mạc Vô Kỵ cáo từ, liền theo những cái kia chiều mới tới đệ tử tiến nhập Vô Ngần kiếm phái. Đợi những cái này nội môn cùng ngoại môn đệ tử toàn bộ sau khi tiến vào, Ô Khai mới dẫn hơn 100 tạp dịch đệ tử lên đài. Tạp dịch đệ tử không có tư cách tham gia nhập tông nghi thức, bởi vì tạp dịch đệ tử không tu luyện, chỉ vì tông môn làm ít việc vặt vãnh. Vượt qua 400-500 đạo đài giai, trước mặt lại là một cái quảng trường khổng lồ. Trong quảng trường đang lúc có một mảnh rộng rãi đá cẩm thạch thông đạo. Cái thông đạo này trực tiếp đi thông Vô Ngần kiếm chánh điện. Tại đây rộng rãi đá cẩm thạch, hai bên dựng thẳng lấy cửu khối tấm bia đá. Mạc Quốc Kỵ trông thấy mỗi khối tấm bia đá đều có một ít loáng thoáng bóng dáng, tựa hồ có người múa kiếm, nhưng nhìn kỹ lại thì không rõ ràng. Tạp dịch đệ tử không thể đi ở giữa này rộng rãi hai đạo, mà là đi hai bên đường nhỏ tiến nhập trong tông môn, sau đó lại phân phối đến từng cái ngành. Mạc Vô Kỵ nội tâm rất cảm thán, đây vẫn là một cái địa cấp tông môn, nếu chuẩn thiên cấp tông môn sẽ có bao nhiêu hùng vĩ, có phải hay không rất khí phái. Một người thân áo xám thanh niên ở bên tai Mạc Quốc Kỵ hắc hắc một tiếng nói. Nói chuyện áo xám thanh niên Mạc Quốc Kỵ nhận thức cũng là lần tuyển nhận tạp dịch đệ tử, gọi là Hàm Tử Khiêu. Cùng Mạc Quốc Kỵ bất đồng, hắn có linh căn, bất quá dưới cùng phẩm linh căn mà thôi, đích xác rất khí phái, có đại tông môn khí thế. Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu, những lời này phát ra từ nội tâm của hắn. Chẳng quản tông môn bên trong hắn hay không thấy rõ, tựa hồ bị mây mờ lượn quanh che lại, nhưng vẹn vẹn từ tông môn này nhập khẩu, hắn đã cảm nhận thấy Vô Ngần kiếm phái vô cùng có khí thế. Hàm Tử Khiên lại càng nhỏ giọng nói, đừng nhìn Vô Ngần kiếm phái chỉ là địa cấp tông môn, ta thế nhưng nghe nói rất nhiều chuẩn thiên cấp tông môn khí thế cũng không bằng Vô Ngần kiếm phái. Không muốn trầu đầu ghé tai vì quang, người màng Mạc Vô Kỵ chỗ ở, hướng hắn giới thiệu một ít về công tác. Người sau cùng, người khác theo cùng ta,
Ô Khai thanh âm cắt đứt lên tiếng nghị luận. Mạc Quốc Kỵ biết vị quang này là Ô Khai trung thực thủ hạ, tuy dài rất béo, làm việc cực kỳ lưu loát. Nhìn Ô Khai một mực an bài mình vị quang dẫn hắn tại vị trí cùng giới thiệu công tác, Mạc Quốc Kỵ liền biết cái kia một mai hại sực báo chứng tác dụng thực sự rất lớn. Ô Khai lại là một mặt hèn mọn bỉ ổi sắc mặt, thấy lợi dáng ngược lại không phải là một cái thù lễ. Làm việc người, hắn chẳng những làm việc, còn nghĩ sự tình xử lý để cho tặng lễ kín người. Khó trách gia họa này có thể ngồi ở tạp dịch chấp sự chấp vị này, quả nhiên là loại người gì cũng có ưu điểm của chính mình. Vô Kỵ huynh đệ, chúng ta chấp sự lần này đối với người có thể nói là thực sự chiếu cố. Người cũng biết mới tới tạp dịch đệ tử, muốn huấn luyện 3 ngày, chấp sự lần này đem người huấn luyện đều miễn. Vì qua một đường đi, một đường nói, Ô Khai đối với Mạc Vô Kỵ ân tình, Mạc Vô Kỵ với cái đó không có hứng thú, đây là trao đổi lợi ích. Hắn càng để ý chính là về sau như thế nào tại lời này sinh tồn. Một đường nghe ngóng hạ xuống, Mạc Vô Kỵ đại khái hiểu rõ. Tạp dịch đệ tử đều ở phạm vi hoạt động của mình, không phải là tình huống đặc biệt, không có thể tùy ý đi khu vực khác. Tạp dịch đệ tử của nội môn đệ tử hoặc lại ngoại môn đệ tử đều cần dừng lại khom mình hành lễ để cho tông môn chân chính đệ tử đi trước. Tạp dịch đệ tử tại hoàn thành công tác của mình, ngược lại tương đối tự do, có thể tùy ý rời đi tông môn, đi tới tông môn phường thị hoặc là xử lý chuyện của mình. Điều kiện tiên quyết là không thể chậm trễ công tác. Ô Khai an bài cho Mạc Quốc Kỵ chỗ ở đích thực là rất yên lặng. Tại chỗ hắn phụ cận, ngoại trừ có một cái tiểu hồ ra, gần nhất tạp dịch đệ tử khu ký túc xá cũng cả 100 mét. Gian phòng tuy rất đơn sơ, chỉ là một cái thạch thất, đồ vật bên trong ngược lại rất đầy đủ, bao gồm 2 cái gian phòng, 1 cái bếp, thậm chí có 1 cái chữ vật phòng. Như vậy địa phương tốt, Ô Khai chính mình không ngừng tặng cho mình ở. Chẳng lẽ Ô Khai chỗ ở so với cái này còn cần hảo hơn? Nghe nói hồ được gọi là huyết ngẫu hồ, năm đó đào tạo bảo huyết ngẫu địa phương, gian phòng kia nuôi dưỡng ngó sen người ở. Vì quang chỉ vào Mạc Quốc Kỵ gian phòng có chút hâm mộ nói, bảo huyết ngẫu, Mạc Quốc Kỵ thực sự không có nghe qua loại đồ vật này. Thẩm Liên cho hắn đan thư, hắn còn chưa kịp nhìn. Vì quang hóa phần giải thích nói, bảo huyết ngẫu là linh dược, lại vô cùng mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì loại đồ vật này thuốc dùng trị giá quá lớn, rất ít người đem trở thành vật ăn. Nghe nói huyết ngẫu vẫn có thể luyện chế thông thấu linh lạc đan dược liệu, người nói có chân quý hay không? Vậy tại sao lời này không lui? Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi. Vị quang ha ha cười, nếu như còn nuôi dưỡng, lời này khẳng định không tới phiên ngươi tới. Kỳ thực bảo huyết ngẫu mặc dù là đồ tốt, lại có một khuyết điểm lớn, đó chính là hấp thu linh khí quá mức đáng sợ. Lời này từng gieo trồng qua bảo huyết ngẫu mới đưa tới phụ cận linh khí cơ hồ là không có, mong manh không chịu nổi. Mạc Quốc Kỵ đột nhiên hiểu được vì sao Ô Khai cái gì không cho chính mình ở nơi này, cũng một mực bảo lưu lấy chỗ này. Ô Khai có hạ phẩm linh căn, coi như linh căn lại chênh lệch cũng có thể tu luyện. Hắn có một cái có thể tu luyện người, há lại ở nơi này không thể chỗ ở tu luyện. Rất nhiều tạp dịch đệ tử cũng có linh căn, bọn họ tới nơi này không phải vì thích làm tạp dịch, đại đa số cũng muốn tu luyện. Đã như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn chỗ linh khí, chứ không chọn cái chỗ linh khí thiếu thốn chỗ ở. Về phần những cái kia chân chính làm tạp dịch người, lại không có đồ vật gì để đánh động Ô Khai. Cái này mới khiến cho tại đây vẫn là một chỗ yên tĩnh, một mực lưu lại. Ô Khai đã cho rằng hắn không thể tu luyện, hoặc là nói không có đem tu luyện của hắn làm chuyện quan trọng, lúc này mới an bài hắn ở chỗ này. Dựa theo hắn và Ô Khai hiệp định, Ô Khai đích thực không có nói càn, nên lại yên lặng là một chỗ ở tốt. Mạc Vô Kỵ nghĩ thông suốt điểm này, cũng không có để ý, hắn tu luyện tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể hấp thu linh khí. Lời lại linh khí mỏng manh, dù sao cũng có linh khí, vậy cũng cần đầy đủ hắn tu luyện. Hơn nữa,
hắn tu luyện tốc độ rất nhanh, tương đối mà nói, mở ra mạch lạc tốc độ quá chậm. Coi như hắn đổi thành linh khí càng đậm địa phương cũng không có cách nào nhanh hơn tu luyện. Đà tạ Ô Chấp Sự cùng Quang Huynh, lời này ta rất thỏa mãn. Mạc Vô Kỵ đích xác rất thỏa mãn chỗ ở này. Phỉ Quang đối với Mạc Vô Kỵ trả lời đồng dạng rất hài lòng. Hắn lo lắng nhất là Mạc Vô Kỵ nói vậy nhưng trong không có linh khí, không thích nơi này. Mạc Vô Kỵ thỏa mãn, vậy cái gì cũng đều tốt. Đây là một mai 19 hào phối dược vòng bảng hướng dẫn. Một khi bảng hướng dẫn này sáng lên, đó chính là đan sư đại nhân kêu ngươi đi phối dược. Người nhất định phải ngay lập tức tới 19 hào phối dược vòng. Nhớ lấy, nhớ lấy. Phỉ Quang đem một mai ngọc phù tương tự bài tử đưa cho Mạc Vô Kỵ, lại hai tay lấy ra nhất trường địa đồ đưa cho Mạc Vô Kỵ. Đây là tông môn bên trong người có thể đi được địa phương, còn các địa phương không thể đi. 19 hào phối dược vòng đã được đánh dấu ở trên. Nếu như Mạc huynh đệ không có chuyện gì, ta liền cáo từ. Phỉ Quang hóa giải phân tích rõ ràng như vậy, Mạc Quốc Kỵ tự nhiên không có vấn đề, đem Phỉ Quang đưa đi. Hắn lập tức tiến vào thành lý gian phòng, sau đó đem Yên Nhi ở chỗ an bài hạ xuống. Chương 69 Đàn thư quỷ dị. Giản xếp lại về sau, Mạc Quốc Kỵ trước tiên lấy ra Thập Liên đưa cho hắn bản hơi mỏng đàn thư. Đàn thư cầm trong tay thật giống như là một mảng lông vũ, không có lừa điểm phất lượng. Mạc Quốc Kỵ mở ra đàn thư, phát hiện bên trong giấy không biết là làm bằng vật liệu gì, càng là mỏng. Bởi vì trang giấy cực mỏng, Mạc Quốc Kỵ đoán chừng bản này thật mỏng đàn thư, chỉ ít có hơn 100 trang. Lại là tờ thứ nhất Mạc Quốc Kỵ trông thấy, trên chữ thật giống như là con kiến, chẳng những nhỏ hơn còn chen chúc một chỗ. Đàn thành đạo, muốn thành đan sư trước phải hỏi dược đạo. Mạc Quốc Kỵ có chút mờ mịt. Nếu đàn thành đạo, muốn thành đan sư tự nhiên hỏi trước dược đạo mới là. Cái này gọi là dược đạo quan hệ gì? Dược đạo là luyện dược sư, đàn đạo mới là luyện đan sư. Thiên địa linh dược, phàm dược đều có đạo, trong thiên hạ không giống nhau. Hai gốc dược liệu, nếu dòm dược đạo, đàn đạo đều có thể. Dòm dược đạo thành đan đạo, ven đường cỏ dại chỉ có thể luyện thành tiên đan, cũng có thể. Mạc Quốc Kỵ hít vào một hơi khí lạnh. Bản này đan thư khẩu khí thật lớn. Dựa theo bản này đan thư bên trên giới thiệu, liền xem như hai gốc một màn đồng dạng dược liệu, luyện thành đan thời điểm cần khác biệt thủ đoạn xử lý. Cái này có bao nhiêu khó khăn? Mà căn cứ theo cái đan thư này nói, nếu thực sự dòm được dược đạo thành đan đạo, coi như một gốc cỏ đuôi chó cũng có thể luyện chế thành tiên đan. Không đúng, Thập Liên không phải nói quyển sách này là vô tự đan thư sao? Hắn còn không dùng các biện pháp gì, mình vì sao có thể nhìn thấy bên trong chữ viết? Mạc Quốc Kỵ nghĩ tới đây, lại quay đầu nhìn. Hắn nhìn các địa phương, phát hiện có khi trống rỗng. Trong lòng hắn giật mình, hắn không cho rằng vừa rồi mình nhìn hoa mắt. Bản đan thư này khẳng định là phi thường không tầm thường. Hắn có lẽ cái này đan thư hữu duyên, nhưng hắn chỉ có một lần quan sát cơ hội, mà lại một khi quên, liền không có cách nào nhớ lại. Cũng đừng hòng tại cái này đan thư bên trên gặp lại trước đó nhìn qua nội dung. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian lấy ra bút, muốn ghi chép toàn bộ lại cái kia vô tự đan thư. Đột nhiên dần một đạo hỏa linh lực này trực tiếp cuốn tới Mạc Quốc Kỵ ghi chép trang giấy. Lập tức tờ giấy bỗng nhiên như không lửa đốt, hóa thành cho tàn. Đáng tiếc Mạc Quốc Kỵ tu vị quá thấp, căn bản nhìn không thấy, cũng không cảm giác loại này là đạo lực hỏa linh lực. Lạch cạch, Mạc Quốc Kỵ bút trong tay rơi trên mặt đất. Những thứ không biết mới làm người ta sợ hãi nhất. Theo Mạc Quốc Kỵ, mặc dù lời này có thể tu luyện, thậm chí tu luyện thành tựu được xưng là tiên sư, hắn y nguyên cho rằng đây là phù hợp với thiên địa vũ trụ huyền bí. Khoa học kỹ thuật có thể phát triển đến cực hạn, cách khác tự nhiên cũng có thể đi đến cực hạn. Cho nên đối với tu hành thành tiên sư, thậm chí có thể ngào du bầu trời,
hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Thật giống như một cái huấn luyện qua vận động viên, năng lực của hắn siêu viễn, đồng dạng người bình thường. Nhưng là bây giờ loại tình huống này vượt xa khỏi Mạc Quốc Kỵ tiếp nhận phạm vi, hoặc nói là quá quỷ dị, không có người động, không có nhóm lửa vật. Hắn chỉ ghi chép cái này vô tự đan thư bên trên đồ vật, trang giấy này liền tự nhiên bị cháy. Chẳng lẽ là có thiên ý trong đó? Hay nói thiên cơ bất khả lộ? Mạc Quốc Kỵ rất nhanh liền chấn định lại, đem những ý niệm này đều ném sang một bên, càng là chuyên tâm nghiên cứu bản đan thư. Vô luận là cái gì, hắn đều không thèm để ý. Hắn là để ý mình có hay không trở thành một cái đỉnh cấp đan sư, sau đó chữa trò tốt Yên Nhi. Trang giấy không lửa tự đốt, hắn hiện không rõ, có lẽ về sau có thể minh bọc. Bạch, không cần thiết vì cái này để tâm chuyện vụn vặt, đem thời gian lãng phí trên đây. Luyện đan nhất thiên, dược lý thiên. Khi Mạc Vô Kỵ lâm vào bản lại đan từ về sau, bất chỉ bất giác chính là một ngày đi qua. Thẳng đến trời tối, hắn rốt cuộc nhìn không thấy một chữ. Làm cơm cho Yên Nhi ăn, để Yên Nhi nằm ngủ về sau. Mạc Quốc Kỵ ban đêm không còn nghiên cứu đan thư, hắn bắt đầu tu luyện. Vội vàng 5 ngày thời gian trôi qua, Mạc Quốc Kỵ liền biết một chút. Ô Khai không có nói mò, số 19 phối dược thất thật rất nhàn rỗi. Hắn ở trong này 5 ngày chưa hề tiến vào số 19 phối dược thất bất luận cái gì lệnh, có chút không tỏa sáng tâm hắn, còn cố ý đi số 19 dược phối thất, phát hiện cái này dược phối thất thật là vắng vẻ. Chung quanh khác dược thất, những cái kia tạp dịch đệ tử không ngừng chạy tại các phối dược thất cùng với linh dược kho ở giữa, mà hắn là không có việc gì. Mạc Vô Kỵ vốn đang dự định hiểu rõ hơn một chút linh dược, sau khi nhìn trộm một cái luyện đan sư như thế nào luyện đan, dù sao có thể thấy được các cái đan sư khác luyện đan có đôi khi so với mình nhiều lý luận tri thức còn hữu dụng hơn. Hiện tại hắn sự tình gì đều không có, quyết định này hiển nhiên là thất bại. Cũng may Yên Nhi tại hắn điều dưỡng rốt cuộc cũng an tĩnh lại. Mặc dù mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Yên Nhi trên mặt có nhiều một chút huyết sắc, thân thể cũng từ từ khôi phục bên trong. Mạc Quốc Kỵ biết, nếu như không đem Yên Nhi thể nội linh lạc chữa trị, Yên Nhi thân thể cho dù khôi phục có tốt, chỉ sợ khó có thể khôi phục thần trí. Muốn chữa linh lạc, hắn ngoại trừ phải cố gắng tăng thực lực của mình bên ngoài, còn hơn nữa phải nghiên cứu luyện đan tri thức. Số 19 phối dược thất nhà rỗi vừa vặn cho Mạc Quốc Kỵ thời gian dài. Hắn mượn nhờ những thời gian này ban ngày nghiên cứu bản đan thư, ban đêm bắt đầu tu luyện. Nơi này linh khí thật rất mỏng manh, bất quá Mạc Quốc Kỵ tu luyện quét sạch linh khí phạm vi quá lớn, tăng thêm tu vị của hắn đẳng cấp lại thấp. Ở loại địa phương này tu luyện, đồng dạng mỗi ngày tiến bộ cấp tốc, cũng bởi vì hắn hấp thu linh khí phạm vi quá lớn, sợ làm người khác chú ý mới lựa chọn ban đêm tu luyện. Vội vàng hơn nửa tháng đi qua, Yên Nhi chậm rãi khôi phục bộ dáng lúc trước, chẳng những tóc lại không là lúc trước khô cạn bộ dáng, mặt cũng càng ngày càng đầy đặn. Chỉ là làng y nguyên không thể làm cái gì, mỗi ngày Mạc Quốc Kỵ đọc sách thời điểm, làng liền nhìn xem Mạc Quốc Kỵ, hoặc là nhìn xem trước nhà hồ ngẩn người. Ngẫu nhiên mới đến bên hồ đi lại một hồi, Mạc Quốc Kỵ lúc tu luyện, làng liền đi ngủ. Mạc Quốc Kỵ mỗi lần đọc sách kết thúc cũng sẽ cùng Yên Nhi giao lưu một phen. Thời gian di chuyển, Yên Nhi có thể nghe rõ Mạc Quốc Kỵ. Ngày này rạng sáng, Mạc Quốc Kỵ cái cuối cùng đại chu thiên vận chuyển hoàn tất về sau, hắn cảm giác toàn thân kinh mạch mới rung một trận
lập tức một loại lực lượng hùng hậu triệt để toàn thân. Loại cảm giác này để cho Mạc Quốc Kỵ có một loại thét dài xúc động. Hắn vừa sải bước ra khỏi phòng, một quyền đánh vào bên hồ một tảng đá lớn, khối cự thạch này bị Mạc Quốc Kỵ một quyền oanh nát, mà Mạc Quốc Kỵ ngay cả lửa điểm khó chịu đều không có. Thác mạch tầng thứ hai, Mạc Quốc Kỵ hít sâu một hơi, đứng tại đá vụn bên trên nhìn lơi xa. Mặc dù không có sư phụ, cũng không có cơ hội đi nghe tiên sư thụ nghiệp, hắn vẫn còn đang trong khoảng thời gian ngắn tấn cấp. Đến thác mạch tầng thứ hai, Mạc Quốc Kỵ đồng dạng nghe qua một cái đỉnh cấp thiên tài. Từ thác mạch tầng thứ nhất lên tầng thứ hai, tại linh khí sung túc tình huống, cũng cần chừng một tháng. Mà hắn chỉ dùng lửa tháng, không phải nói là hắn dùng lửa tháng ban đêm. Có cái gì thiên tài có thể so sánh với hắn tốc độ tu luyện nhanh hơn? Đáng tiếc, hắn không có linh căn, không dám đem tình trạng của mình tuyên truyền ra ngoài. Bằng không mà nói, hắn tùy ý có thể gia nhập bất kỳ một loại chuẩn thiên cấp tông môn. Một hồi lâu mà Quốc Kỵ mới dần dần lắng lại mình nội tâm kích động. Hắn quay đầu lại nhìn thấy Yên Nhi đứng cách đó không xa nhìn hắn. Yên Nhi, cuối cùng có một ngày ta muốn giúp người chữa trị cho tốt linh lạc, chữa cho tốt người. Cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ giết tới cực kiếm thành báo thù cho ngươi. Mạc Vô Kỵ đi đến Yên Nhi trước mặt, giữ chặt Yên Nhi tay, từng câu từng chữ nói. Hắn không cho rằng mình không có cơ hội. Hiện tại hắn có thể tu luyện đàn thư, hiện tại cũng từ từ nhập môn. Yên Nhi sắc mặt bình thản, tựa hồ chỉ cần đi theo Mạc Quốc Kỵ bên người làm cái gì cũng không suy nghĩ. Đã là thác mạch tầng thứ hai, hắn trừ tu luyện ra, tốt nhất còn muốn tìm địa phương đi khai thác kinh mạch, bằng không ai biết kế tiếp bình cảnh đến lúc nào sẽ đến. Trừ cái đó ra, hắn muốn nghĩ biện pháp làm một cái đan lô, luyện đan nhất định phải đi luyện mới có thể từ trong đó tìm tới dược được mất. Dựa vào chính mình đóng cửa nghiên cứu một đạn bản đan thư, cho dù cái này đan thư cũng không được. Tích tích, ngay tại khi mà Quốc Kỵ nghĩ đến có hay không đi thăm một cái bàn quang thời điểm, cái kia vẫn luôn không có vang lên, số 19 phối dược phòng ngọc bài vang lên. Mà Quốc Kỵ tranh thủ thời gian xông vào gian phòng, đem ngọc bài nắm trong tay, sau đó đối với một bên Yên Nhi nói ra: ta muốn ra ngoài có việc, người lù lại không nên chạy loạn. Dặn dò Yên Nhi về sau, mà Quốc Kỵ tăng tốc độ tiến về 19 khối dược phòng. Cái này luyện đan sư không biết là dạng gì bản tính, vậy mà lựa chọn tại thời điểm lúc rạng sáng luyện đan.